Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phù dụ lời Chúa của ngày Chủ nhật Chúa Ba Ngôi 5C. Điểm thứ nhất là bài đọc 1 trích từ sách Châm Ngôn chương 8 câu 22 cho đến 31. Thưa anh chị em, trước khi tìm hiểu bài đọc 1 hôm nay đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sách Châm Ngôn là một sưu tập của những bộ sưu tập. Khi đọc sách Châm Ngôn, ta thấy đây là một cẩm nang dạy người ta nghệ thuật đắc nhân tâm để thành đạt trong cuộc sống. Sách này dạy các bạn trẻ sự khôn ngoan, giúp họ rút bài học từ kinh nghiệm quá khứ để linh động áp dụng cho hiện tại. Tuy sách này đề cập đến những vấn đề của đời thường và nhắm đến những mục tiêu thực tế, nhưng điểm son của cuốn sách là đã nối kết sự khôn ngoan với lòng kính sợ Đức Chúa. Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của sự khôn ngoan. Như thế, khôn ngoan không chỉ là chuyện khôn khéo dựa trên kinh nghiệm, mà còn là một thái độ đạo đức đối với Thiên Chúa. Kính sợ ở đây không phải là sự sợ hãi vì bị đe dọa, mà là sự sợ hãi đầy lòng kính trọng, yêu mến và vâng phục Đấng tối cao, Đấng nhân hậu với con người. Lòng kính sợ Đức Chúa là nền tảng của tôn giáo Israel. Điểm thứ hai, thưa anh chị em, nét độc đáo trong sách Châm Ngôn là đức khôn ngoan được nhân cách hóa. Ngay trong chương đầu, theo một số nhà chú giải đó, khôn ngoan được mô tả như một người phụ nữ nha, đi tìm môn đệ trong thành thị. Điều lạ ở đây là khôn ngoan được mô tả như một người phụ nữ. Đối với chúng ta thì lạ lắm anh chị em nha. Phải chăng là do tàn tích của việc thờ một nữ thần khôn ngoan ở vùng Cận Đông ngày xưa? Thưa anh chị em, ngày nay có một cách giải thích được rất nhiều người ưa chuộng. Theo cách giải thích này, khôn ngoan giống là một nữ thần của Canaan hay của Israel xưa. Từ lâu rồi, các học giả tin rằng Israel đi từ niềm tin đa thần đến chỗ chỉ thờ một vị thần mà thôi, dù vẫn chấp nhận sự hiện hữu của những vị khác. Cuối cùng mới đi đến chỗ tin rằng chỉ có một Thiên Chúa độc nhất và không có thần nào khác ngoài Người. Thưa anh chị em, khuôn mặt của bà khôn ngoan ở đây đó có thể bắt nguồn từ vị nữ thần khôn ngoan mà cha ông của Israel ngày xưa đã tin. Dù giải thích thế nào đi nữa thì ngày nay bà khôn ngoan không còn được coi như một nữ thần nữa. Bà chỉ tượng trưng cho sự khôn ngoan huyền diệu đang chi phối vũ trụ của chúng ta đây.
chúng ta không sao nắm bắt được sự khôn ngoan này vì nó thuộc về Thiên Chúa. Điểm thứ ba, trở lại bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, bản văn cho ta thấy vai trò của đức khôn ngoan trong công trình sáng tạo. Thưa anh chị em, đây là một bài thơ hết sức đặc biệt. Khôn ngoan không chỉ là một thuộc tính của Thiên Chúa được nhân cách hóa thành một phụ nữ. Khôn ngoan ở đây được trình bày như một hữu thể được Thiên Chúa dựng nên trước vạn vật và đã cộng tác với người trong việc sáng tạo vũ trụ. Khôn ngoan trong bài thơ này mang dáng dấp của một nữ thần đang ngỏ lời với con người. Tuy nhiên, vì Israel đã mang niềm tin độc thần từ lâu rồi, nên tác giả của sách Châm Ngôn chắc đã không thể coi khôn ngoan, không hề coi khôn ngoan như một vị thần độc lập theo kiểu nữ thần Ma-át của người Ai Cập. Dù sao, qua bài thơ này ta thấy được bản chất của khôn ngoan. Khôn ngoan không bắt nguồn từ trí tuệ của con người, nhưng từ chính Thiên Chúa. Nhờ đó Thiên Chúa hình thành và thực hiện công cuộc sáng tạo của người. Hơn nữa, người còn muốn cho con người được tham dự vào sự khôn ngoan của mình. Bài thơ này là chuẩn bị cho một mặc khải lớn hơn. Đó là mặc khải về con Thiên Chúa làm người, là Đức Giêsu Kitô. Người là sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, sự khôn ngoan này là một ngôi vị thần linh đến với con người trên mặt đất. Chính người là ngôi lời đã ở bên Thiên Chúa từ nguyên thủy và đã cộng tác với Thiên Chúa trong công việc sáng tạo vũ trụ. Và điểm cuối cùng của bài đọc 1, sách Châm Ngôn với người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, ngày nay đó, nếu mà anh chị em có đọc, bây giờ tôi không biết được bao nhiêu người đọc nha, khi mà đọc sách Châm Ngôn á, ta thấy lời giáo huấn trong sách này có vẻ thấp so với giáo huấn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta không có nên quên rằng tôn giáo đích thực đó bao giờ cũng được triển khai dựa trên một đời sống lương thiện, nhân bản. Đã có những châm ngôn báo trước luân lý của tin mừng, mời gọi ta làm điều tốt chỉ vì yêu Chúa và yêu tha nhân. Đức Giêsu đã được gọi là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, người còn khôn ngoan hơn cả vua Salomon. Có những điểm chung giữa thần học về ngôi lời mà tin mừng thứ tư, tin mừng Thánh Gioan đã đề cập với khuôn mặt của Đức khôn ngoan và ta vừa nghe trong bài đọc 1 hôm nay. Thưa anh chị em, cuộc sống thực tế thì phức tạp và bất ngờ. Chúng ta có thể thấy cái nhìn của sách Châm Ngôn có vẻ ngây thơ và tĩnh lặng, nhưng chúng ta đừng quên sách Châm Ngôn không có tham vọng nói hết mọi sự. Mỗi Châm Ngôn chỉ mong phản ảnh một khía cạnh nào đó của cuộc sống, và toàn bộ các Châm Ngôn cho ta một cái nhìn toàn cục hơn. Thưa anh chị em, sách Châm Ngôn là một suy tư về những kinh nghiệm. Chính những kinh nghiệm đó giúp ta biết uyển chuyển để ứng xử trong từng tình huống đặc thù của đời sống hàng ngày. Vì vậy, đây không phải là những chỉ thị phải tuân giữ, nhưng là những ví dụ để học hỏi. Người Kitô hữu chúng ta hôm nay nè, vẫn có thể tìm thấy trong sách Châm Ngôn nhiều điều hữu ích cho đời sống đức tin của mình. Chúng ta bước sang điểm thứ hai, Thánh Vịnh Đáp Ca, Thánh Vịnh thứ 8. Thưa anh chị em, Thánh Vịnh 8 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là một bài thánh thi ca tụng sự cao cả của Thiên Chúa và phẩm giá của con người. Chúng ta suy niệm một chút về Thánh Vịnh này. Chúng ta thấy câu đầu và câu cuối của Thánh Vịnh 8 này đó: lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu, là một. Câu đầu với câu cuối giống nhau thưa anh chị em, và đóng khung một cái suy tư khác ở giữa. Đó là suy tư về con người. Con người vừa là trọng tâm của việc sáng tạo, đồng thời liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sáng tạo và con người chiêm ngắm. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, và Chúa ban cho con người triều thiên vinh quang. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.
Chúng ta nhớ lại khi sáng tạo trời đất và con người đó, Thiên Chúa đã giao cho con người quyền làm chủ vũ trụ thiên nhiên. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Như vậy, mọi người cần cộng tác với nhau, chúng ta nè, để bảo vệ thiên nhiên xinh đẹp mà Chúa đã dựng nên để cho chúng ta hưởng dụng. Bảo vệ trái đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Anh chị em biết rồi, ngày hôm nay nạn phá rừng diễn ra gọi là kinh khủng trên toàn thế giới, không riêng một đất nước nào hết. Rồi khí thải, như lần trước tôi có trình bày với anh chị em đó, rác thải, khí thải từ các nhà máy ra là rất độc cho sức khỏe của chúng ta. Rồi nó làm biến đổi khí hậu, đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại cho đời sống của tất cả chúng ta và con cháu chúng ta sau này. Biến đổi khí hậu anh chị em biết rồi, ảnh hưởng thế nào đối với đời sống con người, nó kinh khủng lắm. Chúng ta sang điểm thứ 3, bài đọc 2, tích từ thư gửi tín hữu Roma, chương 5 câu 1 cho đến câu 5. Chúng ta tìm hiểu mấy điểm thưa anh chị em. Thời điểm mà chúng ta đề cập đến trong thư Roma là dưới đời hoàng đế Nero, mà lịch sử đó thế giới gọi là một bạo chúa, nghĩa là vào năm 57 hoặc năm 58 sau Chúa Giêsu giáng sinh, trong tất cả các thành phố ở vùng địa Trung Hải đó đều có một nhóm kiều bào Do Thái. Trong số đó có một số người tin Đức Giêsu là đấng Messiah, một số khác thì không tin. Do đó giữa họ đó đã có cái sự chia rẽ rồi. Rồi có thêm những người Kitô giáo gốc dân ngoại nữa. Trong tất cả các cộng đoàn non trẻ, đặc biệt là ở Roma, những cuộc xung đột càng trở nên trầm trọng hơn theo dòng thời gian. Và trong thư gửi tín hữu Roma mà chúng ta vừa nghe trích đoạn hôm nay đó, Thánh Phaolô cố gắng đem lại sự bình an cho cộng đoàn này. Điểm thứ hai, Thánh Phaolô lý luận như thế này anh chị em: tất cả anh em là những người Kitô hữu, bất kể quá khứ như thế nào, tất cả anh em đều bình đẳng trước ân cứu độ. Vì Đức Kitô cứu rỗi anh em, và chỉ một mình người mà thôi, không có một cái người thứ hai. Đối với những người Do Thái tự hào mình là con cháu Abraham đó, thì trong chương 4 của thư Roma, tức là chương trước của cái bài đọc hôm nay đó, Thánh Phaolô cho họ biết ông Abraham được coi là người công chính bởi vì ông đã tin trước khi ông chịu cắt bì. Vì ông Abraham là người ngoại giáo, khi nghe tiếng gọi của Thiên Chúa, tin người và ra đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ông Abraham ra đi như Chúa đã phán với ông. Ông tin Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Đi tới đâu, chỗ nào ông đâu có biết. Ông nhưng mà ông tin rằng Chúa thương ông, Chúa không có hại ông. Cho nên ông đưa cả gia đình và đàn súc vật đi. Trong thư gửi tín hữu Galata đó, Thánh Phaolô nói rõ rằng cũng như ông Abraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính. Vậy anh em nên biết rằng những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Abraham. Có nghĩa là ông Abraham là cha của tất cả mọi tín hữu, nghĩa là người cha thiêng liêng thưa anh chị em, cắt bì hay là không cắt bì. Điểm cuối cùng của bài đọc 2, cái câu tôi vừa trích đó, giải thích cái câu đầu tiên của bài đọc 2 hôm nay. Một khi đã được công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Điều kỳ diệu là nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta tham dự vào sự công chính của Đức Kitô, nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, và chỉ nhờ tin vào Người mà chúng ta được đón nhận vào giao ước hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa. Ở đây cũng như trong sách Châm Ngôn của trong bài đọc 1, chúng ta không có thấy cái từ ba ngôi, nhưng mà khi Thánh Phaolô nói về ân sủng thì chúng ta phải hiểu về ân sủng của Thiên Chúa ba ngôi. Chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, và Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Và cuối cùng thưa anh chị em là bài tin mừng Gioan chương 16 câu 12 cho đến 15. Thưa anh chị em,
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chính bản thể của Ngài. Vì vậy, đây là nguồn mạch của các mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm đó. Đây là giáo lý căn bản nhất và chủ yếu nhất trong phẩm trật các chân lý đức tin. Lịch sử cứu độ chính là lịch sử của đường lối và phương thế mà Thiên Chúa thật và duy nhất là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần dùng để tự mặc khải cho con người, giao hòa và kết hợp với Ngài những ai từ bỏ tội lỗi. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 234. Điểm thứ hai, trở lại với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Chúng ta nghe những lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ sau bữa tiệc ly là những ánh sáng rõ nét giúp chúng ta hiểu được Thiên Chúa Ba Ngôi. Thứ nhất là ơn sức mạnh. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Các môn đệ đang buồn sầu và lo lắng. Chúa Giêsu báo cho các ông biết về cuộc thương khó sắp tới của Người, nhưng các ông không thể nào hình dung nổi tấm thảm kịch mà thầy mình sắp trải qua khiến các ông hoang mang đến mức nào. Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của các môn đệ, những khó khăn các ông gặp phải khi phải tìm hiểu về nhân thân của Người, về số phận bi đát của Người. Vì thế Người giữ im lặng về những viễn cảnh quá đau thương của Người mà các ông không thể chịu đựng nổi. Người đã hứa ban cho các ông một đấng bảo trợ. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận. Điểm thứ hai, thưa anh chị em, thần khí sự thật. Chúa Giêsu nói tiếp: khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Nghĩa là giúp cho chúng ta hiểu được lời Chúa, hiểu được cái sứ mạng của Chúa Giêsu. Người sẽ ban cho các môn đệ sự hiểu biết sâu xa về lời giáo huấn mà các ông đã nhận được và giúp các ông khám phá những khía cạnh còn ẩn giấu mà các ông chưa thể tiếp cận được. Người sẽ giải thích tất cả cho các ông. Nghĩa là những qua trái của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, cũng như sự phục sinh vinh hiển của Người. Xưa kia Thánh Thần nói với các ngôn sứ, còn ngày nay thưa anh chị em, chính giáo hội hay là Hội Thánh Công Giáo là người mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta, là người nắm giữ những lời hứa về ơn cứu độ. Việc phân phát các ân huệ của mầu nhiệm cứu độ cho đến ngày tận thế, thần khí sẽ tôn vinh Thầy. Người sẽ làm sáng tỏ sự thật, phục hồi cho người công chí bị kết án một cách bất công, làm cho mọi người nhận biết vinh quang mà Chúa Con đã có ở bên Chúa Cha. Và cuối cùng, vai trò của Ba Ngôi trong việc mặc khải. Thần khí không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Thưa anh chị em, đoạn tin mừng của Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe đó là một trong những đoạn chuẩn bị cho nền thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi. Và khi chống lại các lạc giáo, giáo hội đã hình thành kinh Tin Kính mà chúng ta đọc để tuyên xưng đức tin trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Thưa anh chị em, như tôi nói ở đầu thánh lễ, mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm của tình yêu cao cả, một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ, một tình yêu thánh hóa và một tình yêu tha thứ. Vậy chúng ta hãy tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh với tâm tình của người con thảo.